Cũng thời khắc này của 2 năm trước, khi biết mình mắc bệnh ung thư, không chỉ bà Liễu suy sụp cả tinh thần lẫn sức khỏe, mà những người thân trong gia đình cũng không còn tâm trí đâu mà sắm Tết vui xuân. Thế rồi tháng 9 năm 2014, bà là bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chỉ định điều trị bằng công nghệ mới là ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Và chỉ mới chưa đầy nửa năm sau ca ghép tủy thành công, bà Liễu đã thay đổi đến ngỡ ngàng cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Khi tôi bị bệnh ung thư vú, tôi rất là bi quan, đã lo sợ bệnh của mình không chữa được. Sau đó tôi được vào ghép tế bào gốc bằng máu tự thân, thì tôi thấy rất là yên tâm. Khi được bác sĩ chuẩn đoán và xét nghiệm máu thì tôi không còn tế bào ung thư nữa trong người, tôi rất là vui sướng. Từ hôm tôi ra viện về, tôi đã khỏe mạnh, chăm sóc chồng con, nội trợ rồi bán hàng, gia đình tôi rất là hạnh phúc. Tôi cảm thấy như tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Từ ngày ra viện đến nay, sự tiến triển ngày càng tốt hơn về sức khỏe đã tiếp thêm niềm tin cho bà vào cuộc sống. Bà đã trở lại với thực hiện những công việc hàng ngày, chăm sóc gia đình bằng những bữa cơm ngon và phụ giúp chồng kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế. Và đây là cái Tết được gia đình bà chuẩn bị chu đáo, phấn khởi bởi niềm vui và hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Sau khi nghe tin vợ bị ung thư vú thì gia đình rất hoang mang, cũng như vợ tôi rất hoang mang, đêm nằm than thở khóc suốt. Gia đình cũng động viên, cũng cùng con cái động viên. Vợ tôi đã vào bệnh viện chữa trị, nói chung đến hôm nay đã khỏi hoàn toàn, gia đình rất phấn khởi. Tết này chúng tôi đón xuân được nhân lên gấp bội lần. Còn với chị Hoàng Thị Hằng, sinh năm 1991 ở xóm 2, xã Trung Thành, là bệnh nhân bị ung thư máu, được điều trị bằng phương pháp ghép tủy thành công đầu tiên tại Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, mới 22 tuổi đời, Hằng đã vô cùng tuyệt vọng khi được bệnh viện thông báo bị ung thư máu. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ cho tương lai cũng bị dập tắt hoàn toàn từ đây. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực ứng dụng tiến bộ y học của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mà trực tiếp là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Chính, đã giành lại cuộc sống cho em. Và hơn ai hết, em là người có nhiều niềm tin và hy vọng, dự định nhất trong những ngày đầu tiên của năm mới này. May nhờ có sự tiến bộ của y học cho nên em đã được chữa bệnh ung thư máu thành công. Em có rất nhiều dự định trong tương lai, nhưng mà trước thêm năm mới thì em có mong ước là tìm được một công việc phù hợp với ngành nghề em đã được học, đó là ngành điều dưỡng, cũng như thuận tiện trong cái việc tái khám của em. Và để em có thể giúp đỡ và chăm sóc được nhiều bệnh nhân hơn nữa, cũng như là có thêm thu nhập để giúp đỡ cho mẹ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ạ. Một mùa xuân ấm áp tươi mới đã về. Chúng tôi thầm chúc cho họ, những người được sinh ra lần thứ hai, được đón những mùa xuân ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc, với một tương lai rực rỡ hơn. Và mong rằng sẽ còn nhiều hơn nữa những người như bà Liễu, chị Hằng tiếp tục được sinh ra lần thứ hai, để họ cũng được đón những mùa xuân tràn đầy niềm vui và ước vọng.